Như mọi người thấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cái kỹ thuật cắt tỉa cây cảnh. Như mọi người đã biết, ví dụ như cây mai chấn thủy này đi, cây bị phá thế, mọc um tùm, mình không còn được nhận biết được cái tay nào vào tay nào. Thì hôm nay kỹ thuật mình sẽ chỉ các bạn cái kỹ thuật cắt tỉa làm sao để cây nó tạo lại dáng được đẹp như ban đầu, gồm có cắt tay, cắt chân, cắt xương. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn. Dụng cụ đầu tiên mình cần có là một cái kéo, chỉ một kéo cầm tay thôi. Đầu tiên là mình sẽ cắt tỉa quả phúc. Mình sẽ cắt quả phúc sao cho nó thật là tròn. Quả phúc thật tròn là được nha các bạn. Mình sẽ cắt quả phúc cho thật tròn. Và đây là sau khi mình đã cắt tỉa. Các bạn nhìn thấy chưa? Quả phúc nhìn rất là tròn và đẹp. Tiếp theo là mình sẽ đi cắt tỉa những cái cành ở những cái tay. Những cành nào mà đưa ra như này không cần thiết, mình cảm thấy sẽ cắt bỏ. Rồi, và mình cắt tỉa bo lại tay. Bo tay thì mình cũng cắt làm sao cho nó thật là tròn. Các bạn thấy chưa? Mình sẽ cắt theo thứ tự từ trên xuống dưới. Quy tắc là tay trên sẽ bé hơn tay dưới. Mình sẽ cắt tay trên bé hơn tay dưới để tạo lên mô hình hình tháp. Cái cây nó sẽ bé ở ngọn và to ở dưới gốc. Với những cái tay mà lá mọc um tùm như này thì mình sẽ vuốt ra để xem độ phẳng của tay đến đâu. Bắt đầu rồi mình bấm. Mình sẽ bấm các cành cao trước. Đây, những cành cao này mình bấm đi. Bo tròn giống như lúc đầu. Các bạn có biết nguyên nhân tại sao mà cây nó lại tùm như này không? Đấy là do các bạn không có cắt tỉa thường xuyên. Và cây mà không cắt tỉa thường xuyên thì lá nó sẽ mọc lên cao như này, dẫn đến hiện tượng phá thế. Đồng thời cây nó sẽ ăn hết chất dinh dưỡng, dẫn đến cái bộ rễ của nó bị suy yếu. Nên là bình thường mình sẽ cắt tỉa trong vòng 1 tháng, và 1 tháng đó mình sẽ bón phân 1 lần. Sau khi cắt tỉa mình sẽ bón phân cho cây để cây nó phát triển sinh tốt. Sau khi mình đã cắt tỉa đoạn ngọn, các bạn nhìn thấy không, đoạn ngọn rất là bé và nó tạo hình tháp lên. Cắt tay của nó bo tròn, còn đoạn dưới um tùm này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật là mình sẽ cắt từ thân cắt ra. Mình sẽ bấm hết tất cả các cành mọc từ thân. Vâng, đây các bạn. Sau khi mình đã tỉa bớt lá ở thân thì bắt đầu các tay nó sẽ lội dần ra. Các tay cây nó sẽ lội dần ra. Thì mình dùng cái kỹ thuật như lúc ban trên mình chỉ, là mình sẽ tỉa các tay bo tròn lại. Đây thưa các bạn, mình đã tỉa từ trên xuống dưới. Nhưng đấy, khi mà mình tỉa các tay các thân ra và các tay ra thì nó sẽ chìa lại những tay bên dưới này. Những tay bên dưới này, quy tắc mình đã nói là mình sẽ cắt những tay bên dưới to hơn tay bên trên để tạo lên mô hình hình tháp. Tuy cây nó vẫn còn nguyên tủ nhưng mà thôi, một chút nữa thôi, một chút nữa. Các bạn sẽ thấy cây nó sẽ lại được cái dáng tứ diện của nó. Khi đã cắt
xong hoàn thành thì mình sẽ đi dọn cắt tỉa mấy cành ở các gốc cây và dọn rác xung quanh gốc nha mọi người. Các bạn thấy kênh của mình hay, hãy cho mình một lượt like và một subscribe, ấn vào biểu tượng chuông bên dưới. Cảm ơn các bạn.